Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2022. Chúng ta sắp bước vào một năm 2023 đã được xác định là có khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi. Tuy nhiên, thì bức tranh kinh tế xã hội năm vừa qua vẫn có nhiều điểm sáng. Đó sẽ là động lực cho kỳ vọng tăng trưởng của năm tới. Nhìn lại năm 2022, trong điều kiện rất nhiều khó khăn thách thức, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự giám sát đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, chúng ta đạt được một số kết quả nhất định rất đáng mừng. Trong chương trình thời sự 45 phút chiều cuối năm 2022, mời quý khán giả cùng chúng tôi nhìn lại những điểm nổi bật trong năm cũ để có thể bước vào năm mới với tâm thế phấn chấn hơn, với những khát vọng mới, cùng nhau phát huy tốt nhất những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua. Năm 2022, thế giới đầy biến động. Hậu quả của đại dịch COVID-19, xung đột Nga-Ukraine, cạnh tranh chiến lược gay gắt, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa, tăng lãi suất, mất an ninh năng lượng, lương thực, lạm phát tăng cao, kinh tế toàn cầu suy giảm. Việt Nam khó khăn bủa vây, áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu tăng, rủi ro tài chính, tiền tệ, giáo viên, y bác sĩ nghỉ việc, người lao động mất việc, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Thưa quý vị, thế giới bước vào năm 2022 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa dừng lại với nhiều hệ lụy và tác động tiêu cực. Tiếp đó là cuộc xung đột Nga-Ukraine và cạnh tranh chiến lược của các nước lớn gây ra nhiều tác động quốc tế, giá cả nguyên vật liệu tăng cao, rủi ro tài chính và mất an ninh năng lượng, lương thực. Trong vòng xoáy biến động nhanh và khó lường của toàn cầu, thì Việt Nam không khỏi bị tác động, ảnh hưởng. Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tháng 10 năm 2022 đã khẳng định mức ảnh hưởng nghiêm trọng của tình hình thế giới đến bức tranh kinh tế xã hội đất nước. Thuận lợi và khó khăn, thách thức là đan xen, nhưng rõ ràng năm 2022 khó khăn thách thức nhiều hơn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Quang Huy trên lĩnh vực y tế. Tính từ ngày đại dịch COVID-19 bùng phát, nước ta có 11,5 triệu người nhiễm bệnh, hơn 43.000 người tử vong và 265 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm. Năm 2022, sau những tháng ngày chống dịch COVID-19 khốc liệt chưa từng có, ngành y tế nước ta ngổn ngang khó khăn, thách thức. Dịch bệnh kéo dài, nguồn cung đứt gãy, vướng mắc trong đấu thầu mua sắm, hàng loạt quan chức y tế vướng lao lý khiến các bệnh viện gặp khó trong quyết sách mua sắm đầu tư công. Tất cả đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh. Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày có khoảng 9.000 bệnh nhân tới khám, 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Đây là một bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Trung tâm Y học Hạt nhân và U bướu của bệnh viện. Tôi đã điều trị ở đây, lần này là lần thứ 6. Như lần thứ 5 tôi đã bị thiếu thuốc. Bác sĩ đã báo là không còn thuốc. Nhưng mà theo đến lần này là lần thứ 6 rồi mà bác sĩ cũng vẫn bảo thế. Trong năm, Bệnh viện Bạch Mai không chỉ thiếu thuốc trầm trọng mà trang thiết bị chẩn đoán ung thư cũng gần như trở thành con số 0 vì là tang vật của vụ án liên doanh liên kết trước đây. Bên cạnh đó, do thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện, bệnh viện không có nguồn tài chính để đầu tư mua sắm trang thiết bị mới. Chúng tôi đang rơi vào một cái tình cảnh rất là khó khăn. Khi mà được thanh tra, kiểm tra thì các nhà đầu tư, các công ty, các cá nhân không tham gia các cái đề án liên doanh liên kết này nữa. Và các đề án mà còn hiệu lực, hiệu quả lại vướng vào các cái thủ tục pháp lý rất phức tạp. Làm việc trong tình trạng thiếu trang thiết bị, đi sớm, về khuya, thu nhập không tăng, áp lực chăm sóc và điều trị bệnh nhân ngày một lớn. Trong gần 2 năm, đã có hơn 300 cán bộ nhân viên của bệnh viện xin thôi việc.
Đó là tình cảnh đặc thù của Bệnh viện Bạch Mai trong những năm qua. Còn đối với nhiều bệnh viện khác, không thiếu gì tình trạng phải vay mượn thuốc lẫn nhau hay bệnh nhân phải tự tìm mua thuốc, kim tiêm, dây chuyển dịch. Có thể nói, chưa bao giờ ngành y tế nước ta lại lâm vào khủng hoảng đến mức độ như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, không chỉ Bệnh viện Bạch Mai mà nhiều bệnh viện khác trên toàn quốc trong năm qua thường xuyên diễn ra tình trạng thiếu thuốc men, thiếu trang thiết bị y tế, thiếu nhân lực. Theo số liệu thống kê giữa năm cho thấy thì 82% cơ sở y tế và 57% bệnh viện trung ương thiếu thuốc, gần 10.000 nhân viên y tế thôi việc trong 18 tháng. Cùng với đó thì 4 bệnh viện đều xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện. Nhìn thẳng vào thực trạng thì y tế nước ta trong năm rơi vào khủng hoảng, với cả ba chân kiêng của ngành y tế là y tế cơ sở, y tế điều trị và cung ứng vật tư đều lùng lầy. Chuyển sang lĩnh vực kinh tế, năm 2022, lạm phát trở thành câu chuyện chung của không ít quốc gia. Tại nhiều nền kinh tế lớn, lạm phát đã ở mức cao nhất trong 40 năm qua. Tại Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2022 tăng 3,15%, cho thấy lạm phát vẫn được kiểm soát dưới mục tiêu 4% của Quốc hội. So sánh với nhiều nước trong khu vực, mức tăng CPI của Việt Nam tương đối thấp trong bối cảnh bóng ma lạm phát phủ bóng toàn cầu. Tuy nhiên, đây là mức cao nhất trong 6 năm qua, kể từ năm 2017 đến nay. Áp lực lạm phát năm biểu hiện rõ nét qua sự leo thang về giá của nhiều mặt hàng. Đầu tiên là xăng dầu, không chỉ leo thang về giá mà còn khan hiếm. Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ là chỉ cách đây 5 tháng, tức là từ tháng 8 năm nay, hàng loạt cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã phải đồng loạt đóng cửa. Và chỉ đến tháng 10, tình trạng khan hiếm xăng dầu đã lan ra cả các tỉnh phía Bắc. Nhiều cây xăng đã ngừng bán hoặc là bán nhỏ giọt. Người dân thì phải chen chúc xếp hàng để chờ tới lượt đổ nhiên liệu. Trước đó thì xăng dầu liên tiếp lập đỉnh lên kỷ lục 32.870 đồng một lít. Kéo theo mặt bằng giá mới của nhiều hàng hóa dịch vụ cũng tăng theo, bà mòn túi tiền của người tiêu dùng. Cuối năm mặc dù xăng đã hạ nhiệt nhưng mà giá của nhiều hàng hóa thì vẫn không hề giảm. Chi phí sinh hoạt của người dân tăng, giá nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng, giải ngân đầu tư công thấp, thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng. Trong đó, điển hình là vụ việc xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, gây ra nhiều hệ lụy đối với việc phát triển bền vững thị trường vốn đối với xã hội, gây mất niềm tin của người dân và nhà đầu tư. Du lịch lỡ nhịp phục hồi, lượng khách quốc tế tới Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt, cách xa con số mục tiêu 5 triệu, thấp hơn so với các nước phát triển du lịch trong khu vực. Nhìn tổng thể, khó khăn, thách thức đối với kinh tế Việt Nam đang gia tăng. Thưa quý vị, bên cạnh những khó khăn về kinh tế là những tổn thất mất mát do thiên tai, dịch bệnh mang lại. Trong năm 2022, thiên tai đã làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 19.400 tỷ đồng, gấp 1,6 lần thiệt hại về người và 3,4 lần thiệt hại về kinh tế so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, trận ngập lụt bất thường tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân. Vâng, thưa quý vị, bức tranh kinh tế xã hội đất nước năm 2022 có thể nói khó khăn, chồng chất khó khăn, thách thức nối tiếp thách thức. Cả nước có trên 208.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 30,3% so với năm trước. Bình quân thì một tháng có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nhưng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng rất cao, lên tới 143,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 19,5%. Bình quân một tháng có 11,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Những tháng cuối năm, thị trường lao động cũng chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, người lao động bị mất hoặc giảm việc làm. Đã hơn 3 tháng nay, vợ chồng anh Phúc thất nghiệp do công ty không có đơn hàng. Hàng ngày, vợ anh phải đi làm hàng chục cây số để làm móng thuê cho một tiệm quen, trong khi anh chỉ quanh quẩn ở nhà do chưa thể tìm được công việc mới. Khoản tiền tiết kiệm từ mấy năm làm công nhân cứ vơi dần, trong khi giá cả sinh hoạt ngày một tăng. Hồi đó thì hai chồng làm đều có mức thu nhập, hai chồng cộng lại thì cũng tầm 17 đến 18 triệu tầm đó, thì cũng không dư nhưng mà cũng đủ trang trải. Giờ hai chồng thất nghiệp mà vợ thì làm bữa được bữa cái thì ghém ghém
thiếu thốn cũng nhiều. Đó là hai trong số gần 42.000 lao động bị mất việc trong hơn 3 tháng qua. Theo thống kê, quý 4 năm 2022 đã có 1.242 doanh nghiệp tại 44 tỉnh, thành phố gặp khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng, 482.120 người lao động vì thế bị giảm giờ làm, việc làm. Số lao động bị ảnh hưởng trên phần lớn ở các doanh nghiệp FDI, tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ và chủ yếu ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.